Xin chào cả nhà, mình tên là Thanh Vân, hiện tại mình là đại lý của tập đoàn Sunwell hãng mỹ phẩm Atanin Việt Nam. Mỹ phẩm bên mình chuyên điều trị mụn, nám, tàn nhang, da không đều màu và làm trắng da. Bên mình đang có nhu cầu tuyển đại lý trên toàn quốc. Nếu bạn biết ai có nhu cầu về làm đẹp hoặc muốn kiếm thêm thu nhập từ việc bán hàng online thì làm ơn hãy giới thiệu cho mình nhé. Số điện thoại của mình là 0947857947, mình tên là Thanh Vân. Con chào các cô chú, con tên là Vũ Ngọc Bảo Uyên, con học trường tiểu học Phan Đăng Lưu. Hiện tại mẹ con đang dùng một sản phẩm Atanin. Con thấy da mặt mẹ con trắng, sáng, mịn và đỡ nám. Con thấy mẹ con dùng một sản phẩm Atanin này rất tốt. Các cô chú ơi, sắp đến Tết rồi, các cô chú dùng Atanin để làm đẹp nhé. Mình luôn chăm sóc da hàng ngày với một sản phẩm duy nhất là Atanin nha cả nhà. Vào mỗi buổi sáng và tối trước khi đi ngủ. Chai này của mình đã hết rồi cả nhà ơi. Mình sử dụng kiên trì thường xuyên và hàng ngày luôn đó cả nhà. Và đây là chai mới. Đây nha cả nhà. Đây cho cả nhà xem. Ôi, cái này nó bông luôn cái cây này. Trong cái này rồi. Ta, thế này mày lãi cái ấy mày làm. Có lại cái à đây, con cầm này cho mẹ. Cầm này cho mẹ nha. Mày lấy cái này mình bỏ vô. Sao thông minh thế? Thông minh chứ. Rồi bỏ này vào đây cho mẹ. Nó còn nè. Ừ, tí nữa mẹ ăn xong. Nha cả nhà. Con nào đây? Con nào đấy? Con thích gì đấy? Chỉ cần 2 phút 2 bước đơn giản mỗi ngày thôi cả nhà là mình có một làn da khỏe đẹp từ bên trong, đẹp lên mỗi ngày luôn á cả nhà. Da của mình nay thay đổi rất là nhiều nhờ sản phẩm Atanin. Mình cảm thấy thật sự là rất là may mắn khi mà biết đến và tin dùng đến sản phẩm. Trước đây thì da của mình thật sự rất là xấu, da đen, sạm, nám rất là nhiều. Hai bên má của mình là nám đậm hết hai bên má, nám quanh hết mũi, nám hết miệng. Và mình cũng đã sử dụng rất rất nhiều loại biện pháp để điều trị nám rồi nhưng mà không có hiệu quả gì. Da của mình thì ngày càng xấu, nám thì càng ngày càng đậm hơn rất là nhiều. Đây, quay gần cho cả nhà xem. Và mình tin chắc rằng sau một thời gian mình kiên trì sử dụng nữa thì da của mình sẽ mờ hết nám đi và hết nám luôn á cả nhà. Vì vậy mà từ một người luôn cảm thấy tự ti, luôn mặc cảm thì bây giờ mình đã tự tin hơn rất nhiều. Mình dám chụp hình, đăng hình hoặc là mình dám like trực tiếp trên Facebook vì mình muốn chia sẻ giá trị của sản phẩm đến tất cả các chị em mình. Con lao đi. Ai đang bị tình trạng da mụn, nám, tàn nhang nhiều như mình mà cũng đã đi tìm rất rất nhiều loại các biện pháp để điều trị rồi mà không có hiệu quả. Mình vừa tốn tiền, vừa mắc nhiều tiền, vừa mắc nhiều thời gian, vừa mắc nhiều công sức nhưng mà da của mình thì càng ngày càng xấu đi. Thật sự là mình rất là mất lòng tin về tất cả các sản phẩm mà mình đã dùng để điều trị nám luôn á cả nhà. Và mình cũng đã từng đi điều trị nám là bằng phương pháp là bắn laser. Và khi mình đi bắn về thì da của mình gọi là bị tổn thương, da thì đỏ ửng lên rồi bong chóc ra. Và lúc đó thì mình lại không có một cái sản phẩm kiểu như là để điều trị, để nuôi dưỡng da lại từ gốc. Nên mà khi mà mình đi ra ngoài, dù là lúc đó mình đi ra ngoài mình
bịt khẩu trang rất là kỹ rồi mình bôi chống nắng, mình che chắn hai ba lớp luôn, nhưng mà da của mình thì về vẫn bị bắt nắng và nám thì lại đậm hơn là cái lúc mình chưa đi bắn luôn các bạn nha. Kiểu như gọi là da bị tăng sắc tố và nám thì đậm nhiều hơn, mà da mà bị tăng sắc tố lại còn khó điều trị hơn là da nám bình thường nữa luôn các bạn nha. Nhưng với sản phẩm Atanin, đây là kem vào sử dụng vào ban ngày nha cả nhà. Cả nhà chỉ cần thoa một lớp kem nhẹ vào buổi sáng thì mình tự tin khoe da, mình tự tin đi nắng một ngày luôn cả nhà. Khi mình đi ra nắng thì da của mình lại trắng hồng mịn hơn lên nữa. Nói chung là khi mà mình dùng với sản phẩm Atanin này đó thì mình không lo bị bắt nắng, mà da của mình càng đi nắng thì lại trắng hồng càng đẹp lên nữa luôn á cả nhà. Thật sự đối với mình thì Atanin thật rất là tuyệt vời, mình cảm thấy thật sự là biết ơn, cảm ơn đến sản phẩm đã giúp mình thay đổi được làn da, giúp mình rất nhiều, giúp mình có một làn da khỏe đẹp hơn lên mỗi ngày và giúp mình tự tin hơn rất nhiều trong cuộc sống. Vì vậy mà mình muốn chia sẻ, muốn lan tỏa nhiều hơn giá trị của sản phẩm đến tất cả các chị em mình là phụ nữ, thì mình nghĩ rằng ai cũng mong muốn được đẹp. Và đến độ tuổi như mình thì gần 40 tuổi rồi ấy, thì ai cũng bị những cái vấn đề về da, da thì tàn nhang rồi da thì đen sạm nám, nói chung là tất cả các vấn đề về da. Và các chị em mình thì ai cũng mong muốn đi tìm được một cái sản phẩm thật sự hiệu quả để giúp cho mình cải thiện được làn da, thì các chị em mình hãy tìm hiểu và tin dùng đến sản phẩm Atanin nha cả nhà. Đây là combo bộ sản phẩm Atanin, chỉ cần 2 phút 2 bước đơn giản mỗi ngày thì các chị em mình là có một cái làn da khỏe đẹp từ bên trong luôn á cả nhà. Đây, bây giờ thì mình cảm thấy thật sự rất là tự tin hơn rất nhiều và mình cảm thấy là rất là may mắn khi được biết đến và sử dụng đến sản phẩm Atanin. Và mình mong muốn rằng tất cả các chị em mình khi mà đi mua hàng, đi mua sản phẩm thì hãy tìm hiểu và tin tưởng để sử dụng đến sản phẩm, thì các chị em mình sẽ được cải thiện được làn da và sẽ thấy rất hài lòng về sử dụng của sản phẩm này. Cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà có một buổi tối thật là nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và thật là hạnh phúc. Xin chào cả nhà.